Chuyên mục An ninh Đồng Nai kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình kỳ này của chúng tôi gồm có những nội dung chính sau đây. Nguy cơ xảy ra cháy nổ mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát khu vực Công an thành phố Biên Hòa góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhưng trước hết, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin hoạt động trong tuần của Công an tỉnh. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 9 tháng 7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tại địa bàn Đồng Nai, trong 10 năm qua, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy cũng được chú trọng thực hiện. Qua công tác đấu tranh đã có hơn 3.800 vụ, hơn 10.000 đối tượng ma túy bị bắt, xử lý, thu hàng chục kg ma túy tổng hợp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, qua 10 năm thực hiện chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, công tác phòng chống tội phạm ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, tội phạm ma túy đã và đang có những tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Qua đó, yêu cầu các cấp ủy chính quyền, địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhận thức đầy đủ các nội dung của chỉ thị 36 để ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở. Cùng ngày, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật bảo vệ bí mật nhà nước cho các đồng chí là trưởng công an các xã, phường, thị trấn, đội trưởng các đội nghiệp vụ trực thuộc các phòng, công an các huyện, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Dinh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an đã truyền đạt các nội dung về tình hình kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng nói riêng. Những kinh nghiệm biện pháp phòng ngừa xử lý các vấn đề liên quan đến lộ lọt thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, cảnh báo nguy cơ và các tình huống có thể xảy ra lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng, hệ thống hóa các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước gắn với công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Thông tin về tình hình an ninh mạng đang diễn ra trong nước thời gian qua và một số dự báo trong thời gian sắp tới có liên quan đến việc đảm bảo an ninh mạng để cán bộ chiến sĩ có biện pháp đấu tranh phòng ngừa lộ lọt bí mật. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 11 tháng 7, Hội Phụ nữ cùng thi đua khối xây dựng lực lượng hậu cần Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã và Hội Phụ nữ xã Phú Túc tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Túc, huyện Định Quán. Tại buổi tuyên truyền, Hội Phụ nữ cụm thi đua khối xây dựng lực lượng đã cung cấp truyền đạt cho các em học sinh những kiến thức kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước như ý thức được việc khi đi tắm ở biển, ao, hồ, sông suối cần phải biết làm gì, kỹ năng xử lý tình huống khi bản thân hoặc một người khác không may bị đuối nước, cách sơ cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước, cách phòng tránh và bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước. Qua đó, giúp các em trang bị những kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước và sẽ là những tuyên truyền viên cho bạn bè, gia đình, người thân và cộng đồng nhằm phòng tránh và giảm bớt các nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước. Dịp này, Hội Phụ nữ cụm thi đua khối xây dựng lực lượng đã trao tặng 51 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Túc. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tập vở và 200.000 đồng tiền mặt. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 10 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng. Giải bóng chuyền nam quy tụ 4 đội bóng gồm Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, Đoàn Thanh niên thành phố Biên Hòa và Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh. Các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi, đội bóng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã giành chức vô địch sau khi thắng đội bóng Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động với tỷ số 3-0. Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh giành hạng 3, Đoàn Thanh niên thành phố Biên Hòa hạng 4.
quý vị và các đồng chí, mùa mưa, nhiều người thường chủ quan lơ là mất cảnh giác trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong thực tế, đã có nhiều vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do bị chập điện và sét đánh. Chính vì thế, người dân cũng như các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cần cẩn trọng và chủ động phòng ngừa. Trên địa bàn Đồng Nai nói riêng và khu vực miền Nam nói chung, mặc dù mới chỉ bước vào đầu mùa mưa, nhưng đến nay đã xảy ra hàng loạt các vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân vẫn là do nước mưa gây ra chập điện, sét đánh, làm thiệt hại hàng tỷ đồng. Do vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã triển khai nhiều đoàn kiểm tra tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh. Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã tập trung hướng dẫn chỉ ra bất cập nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ cao. Qua đó, các đơn vị cũng đã tích cực xử lý những bất cập và triển khai ngay các bước đề phòng. Tòa nhà này xây thì cũng đã lâu lắm rồi. Từ năm 2005 đã đi vào động đã là mười mấy năm rồi. Thế nên bây giờ một số cái đã xuống cấp mà không còn phù hợp nữa, nhưng mà cũng phải cố gắng để cải tạo để mà tiếp tục trong cái công tác phòng cháy để luôn luôn được an toàn. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Anh Dũng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh viện mỗi ngày có hàng ngàn lượt người ra vào khám chữa bệnh, chưa kể bệnh nhân nội trú và đội ngũ y bác sĩ làm việc với gần 2.000 người, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Chất cháy tại bệnh viện chủ yếu là bình oxy, giải, giấy và các chất dễ cháy khác. Để đảm bảo an toàn cháy nổ, bệnh viện đã có những giải pháp xuyên suốt, trong đó có việc nâng cao ý thức cho đội ngũ y bác sĩ trong phòng chống cháy nổ bằng sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến tập huấn kiểm tra hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy. Do đó, lực lượng cơ sở, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã nâng cao ý thức, kỹ năng, cách thức trong phòng chống cháy nổ. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi phải làm một điều đó là phòng chống sét đánh. Thì sét chúng ta biết rằng hai loại sét, sét vật lý có nghĩa là ở khi mưa bão đánh vào cái tòa nhà cao thì chúng tôi đều có hệ thống thu sét. Nhưng mà cái đó, bên cạnh đó thì chúng tôi đã làm cái hệ thống là sét lan truyền. Chúng tôi phải phối hợp với một số nhà cung cấp để mà có thể thực hiện tất cả những cái vị trí, những cái nơi mà có những cái máy móc quan trọng và nó đắt tiền và nó lại liên quan đến công tác khám chữa bệnh, thì chúng tôi đều hoàn toàn lắp tất cả hệ thống phòng cháy lan truyền. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh, thời điểm mùa mưa vẫn có nguy cơ xảy ra cháy nổ, vì đây là thời điểm dễ xảy ra các sự cố do thiên tai, sét đánh, chập điện hay các hiện tượng ngắt mạch, đoạn mạch. Vì sự cố điện, chập điện gây cháy thường xảy ra mùa mưa và lúc mưa lớn là do sự oxy hóa các mối nối, độ ẩm lớn gây nổ các trạm biến áp. Trước tình hình này thì để làm tốt công tác phòng cháy trong thời gian tới thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn Hộ công tỉnh Đồng Nai cũng đã có cái kế hoạch để triển khai các cái biện pháp thực hiện công tác phòng ngừa, đó là tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy để hướng dẫn cho các cái chủ cơ quan doanh nghiệp tăng cường công tác tự kiểm tra, rồi chấp hành nghiêm các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ. Đặc biệt trong đó, trong quá trình kiểm tra sẽ kiến nghị cái cơ chủ cơ sở doanh nghiệp là thực hiện nghiêm việc là đo kiểm tra điện trở hệ thống chống sét. Bên cạnh đó, một số công trình không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ, đặc biệt là việc lắp đặt hệ thống thu lôi, chống sét chưa đảm bảo theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định khác của pháp luật. Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mùa mưa bão, các khu dân cư, hộ gia đình phải nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, đồng thời chủ các cơ sở sản xuất thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở nhân viên tuân thủ quy định an toàn về điện để hạn chế tối đa các vụ cháy có thể xảy ra do cháy chập điện trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các đồng chí, trên cơ sở kế thừa đổi mới và phát triển của điều lệnh cảnh sát khu vực, theo quyết định số 106/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 10 tháng 2 năm 2015, sau 7 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 09/2015 quy định điều lệnh cảnh sát khu vực. Qua 5 năm thực hiện thông tư, lực lượng cảnh sát khu vực Công an thành phố Biên Hòa đã làm tốt công tác nắm tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Phường An Bình là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của thành phố Biên Hòa. Diện tích tự nhiên hơn 1.000 hecta với gần 70.000 nhân khẩu, nằm bao quanh khu công nghiệp Biên Hòa 1 và 2. Do đó, thu hút nhiều lao động trên cả nước hội tụ về đây sinh sống và làm việc.
Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng trên, đã có hàng chục chung cư, cư xá được xây dựng, các khu tập thể cũ được tận dụng lại, hay hàng ngàn hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nhà trọ. Với điều kiện hoạt động tập trung đông dân cư, thành phần lao động phức tạp, nên một số đối tượng đã lợi dụng sơ hở, sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động với những phương thức thủ đoạn rất tinh vi và manh động. Từ tình hình thực tế đó, nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các loại tội phạm, cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực công an phường An Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người. Tiêu biểu trong những năm qua, đồng chí Thượng úy Bùi Xuân Hồng, cảnh sát khu vực địa bàn khu phố 5, luôn trách nhiệm, tận tâm, nhiệt tình với công việc. Địa bàn khu phố 5 là địa bàn tương đối phức tạp của phường An Bình, có nhiều nhà trọ, tập trung nhiều thành phần dân cư từ các tỉnh thành về cư trú, làm ăn sinh sống, nên dễ xảy ra những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Nhận thức được về vấn đề này, Thượng úy Bùi Xuân Hồng chủ động tìm tòi học hỏi, nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư có liên quan đến công tác cảnh sát khu vực. Tôi thấy thì bản thân anh Hồng là rất tích cực tham gia công việc của phố, khi cần là có vụ việc gì anh Hồng là có mặt lại liền và giải quyết nhanh chóng, hợp tình hợp lý, đúng theo cái tính chất của người công an nhân dân, tức là vì dân vì nước và tôn trọng người dân, cho nên là ở dân ở khu phố chúng tôi thì cũng rất quý anh Hồng, và có chuyện gì thì luôn luôn là liên lạc để mà báo với anh ấy cái tình hình an ninh của khu vực. Bản thân tôi trong thời gian qua thì cũng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đặc biệt là công tác nắm hộ nắm người, thường xuyên xuống địa bàn tổ chức thăm hỏi nhân dân, nắm tình hình. Qua đó thì cũng kịp thời phát hiện và ngăn chặn một số vụ việc nổi lên để xử lý, không để cho cái vụ việc nó phức tạp. Được Ban Chỉ huy Công an phường Bửu Long phân công làm công tác cảnh sát khu vực từ năm 2012, Đại úy Bùi Trung Hậu phụ trách quản lý địa bàn khu phố 1 phường Bửu Long. Khu phố 1 là địa bàn có diện tích rộng, nhiều dân tộc tôn giáo khác nhau sống đan xen trong khu dân cư. Đây cũng là địa bàn có nhiều dự án công trình đã và đang được thực hiện, làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện, xây dựng trái phép có lúc diễn ra phức tạp. Từ những vấn đề nêu trên, để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn phụ trách, Đại úy Bùi Trung Hậu đã tích cực nghiên cứu thực hiện tốt các mặt công tác cơ bản của cảnh sát khu vực theo quy định tại thông tư 78, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an phường và đề xuất kiến nghị các biện pháp giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một nội dung trọng tâm, luôn được chú trọng thực hiện nhằm xây dựng thế trận an ninh vững chắc, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Từ khi nhận nhiệm vụ cảnh sát khu vực tại địa bàn khu 1, tôi đã kết hợp với hệ thống chính trị khu phố, tiến hành nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn. Và bên cạnh đó là kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an phường và phối hợp với cấp ủy chi bộ hệ thống chính trị khu phố tiến hành thực hiện các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm thì bằng nhiều hình thức như là tuyên truyền tập trung, tuyên truyền vận động cá biệt và phát tờ rơi phòng chống tội phạm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà trọ bình dân. Cái địa bàn khu 1 của phường Bửu Long trước đây thì có rất là nhiều tụ điểm cờ bạc với ma túy, ví dụ cờ bạc thì là có đá gà rồi mua bán ma túy, rồi là sử dụng ma túy. Thì từ lúc mà bố trí đồng chí Hậu phụ trách địa bàn khu 1 thì hiện nay thì các tụ điểm đá gà thì là không còn nữa, và cái số đối tượng ma túy thì đồng chí Hậu cũng đã lập hồ sơ đưa đi được 5 đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc, và các cái tụ điểm mà sử dụng trái phép chất ma túy thì hiện tại thì cũng đã không còn nữa rồi. Việc triển khai thực hiện tốt thông tư 09 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực công tác của cảnh sát khu vực, xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Chuyên mục An ninh Đồng Nai kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.